Một trong những cái tác nhân gây hại đối với cái thằng vú sữa, đối với bông vú sữa là bông vú sữa bị khô và bị rụng nữa, đó chính là cái thằng rệp sáp. Cái chỗ đó là như con rệp nó đang bu, mình đụng vô là phá ổ nó, mình đừng đụng quý bà con, đụng vô khúc như này nè. Đây, đây nè, bà con thấy dấu trắng trắng không? Bây giờ toàn bộ bông khô và nó rụng hết nè. Minh chứng cho quý bà con chúng ta thấy điều này luôn. Thì con rệp nó là gì? Nó sẽ hút cái dinh dưỡng, nó thích cái gì mới, nó gì tơ, u da kiến cắn. Nó thích cái gì nữa là lơ thơ làm gì, bữa nay đi gặp kiến ngoài trời. Mưa bà con, cái bắt đầu nó phải sơ lên phía trên, thôi xích vô để cho nó mát tí nè. Rồi, bà con thấy ha, đây nè, bà con thấy bắt đầu là rệp nó lên đây rồi nè. Đó, bà con thấy chưa? Cứ mà tứ mới là nó lên, mấy thằng này nó hay ghê, như trà xanh vậy ha. Thấy không nào dầu dầu vô, nó chơi. Đây, 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 đây nè, bà con thấy nè. Cái con rệp nó có một cái lớp phấn nè, bà con thấy không? Đó, bà con thấy, con bà ấy mà xuất hiện ở tới đâu ấy, là cái bông cho nó khô. Chứ không hẳn là do thời tiết, cũng không hẳn là do thiếu chất dinh dưỡng không đâu, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Vậy thì bây giờ á, đối với cái trường hợp mà cái vú sữa của mình đang bông thì nó rất là dặn mẫn cảm với lại thuốc sâu. Nếu mà phun thuốc sâu á, mà điệp sáp á, mà phun thuốc dạng mát thì nó không xi nhê, mà phun thuốc dạng nóng thì nó rụng bông, thì coi như cũng như không có đạt được mục đích của mình. Vậy thì chúng ta cần phải sử dụng một cái gốc đặc biệt hơn. Thì tại Willow Farm Hoàng Anh có cái chai rồng đỏ TVG á, cái đó một chai 450ml mà con cộng với 600 lít nước, và đối với thằng trong trường hợp này cộng với luôn một chai siêu kemono giúp dùng Hoàng Anh phun trực diện. Và cái bông vú sữa thì nó không có phải là bông rời giống như là vú sữa, giống như sầu riêng hay là mít, thì chúng ta phun toàn cây, nhớ là phun kỹ vô những cái bông, phun kỹ vô những cái đám rệp sáp đang có, thì từ đó nó sẽ thẩm thấu qua cái lớp phấn và nó xử lý luôn con rệp sáp và xử lý con kiến. Và ngoài ra thì nếu trên cây của mình nó có sâu, các loại sâu ăn lá, sâu dễ bùa, sâu đục thân, sâu quắn quéo thì kiểu như sâu đo rồi quý bà con, thì làm nó sẽ tiêu diệt hết luôn nha, nhện đồ này kia nó sẽ xử lý luôn cho quý bà con chúng ta combo đó một lần luôn. Vậy thì khi chúng ta phun thì chúng ta phun vào bên trong luôn. Cây vú sữa khu vực này thì nó còn thoáng đãng, ít sâu đục thân nè. Hôm bữa Hồng Hoàng Anh đi một số vườn Hoàng Anh thấy là quá rậm rạp á, bị sâu đục thân rất là nhiều. Mà da vú sữa cơ bản nó là nó hơi xám xám, nó hơi sậm sậm rồi. Chúng ta không phát hiện sớm nó làm cái con sâu nó ăn quằn quèo mà nó ăn tròn hết nguyên cái da cây vú sữa là coi như là sao, không có, cây nó sẽ ngủm luôn, thậm chí nó gãy luôn nha quý bà con nha. Quay trở lại cái bông của vú sữa tím mica thì bà con thấy là để giúp cho cái bông của vú sữa tím mica của chúng ta đó là nó chắc, nó khỏe, nó mập mạp, cuốn nó cứng cáp và bông nó đậu trái cho nó ngon lành cành đào, thì bà con giúp dùng Hoàng Anh. Khi nó ra bông cỡ như thế này, bà con chúng ta phun dùng Hoàng Anh là canxi bo kẽm hữu cơ cộng với là kim đăng phú và cộng với siêu giáp luôn, siêu giáp lết luôn đi, tại vì chắc chắn mùa này có mưa, để ngăn ngừa đen bông, chống rụng bông và dưỡng bông. Đó, thì bà con chúng ta phun dùng Hoàng Anh tầm khoảng 7 tới 10 ngày một lần cho nó dễ. Rồi khi mà bông nó ra mà cỡ đậu trái vậy, khi bông nó đậu trái cỡ này nè quý bà con, thì bà con chúng ta phun thêm cái cữ đó giúp dùng Hoàng Anh, vẫn ngừa nấm khuẩn và vẫn dưỡng trái bằng kim đăng phú hoặc là amino lúc này nha. Khi cái trái mà nó cỡ như cái trứng gà rồi đó là quý bà con chúng ta bắt đầu thay kim đăng phú hoặc là amino bằng cái bằng siêu lớn trái để dưỡng cho cái trái sữa sữa của mình. Còn đối với rệp sáp, bà con cứ nhớ giúp dùng Hoàng Anh bằng rồng đỏ là coi như hiệu quả. Rồng đỏ của Willow Farm nha quý bà con, gốc TVG nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.